khu bảo tồn biển Phú Quốc bao gồm 18 đảo lớn nhỏ mang đặc trưng bởi tính đa dạng sinh học biển khá phong phú với các rạn san hô và thảm cỏ biển. Diện tích các rạn san hô trong khu bảo tồn không lớn nhưng được phân bố đều khắp các hòn đảo và còn trong trạng thái tương đối tốt. Các nhóm loài thủy sinh vật chủ yếu phân bố và sinh sống ở các hòn đảo phía Nam Phú Quốc thuộc xã Hòn Thơm với 108 loài san hô thuộc cả hai nhóm san hô cứng và san hô mềm. Nhiều rạn có mức độ đa dạng sinh học và cấu trúc đặc trưng như những rạn ở hòn Móng Tay và hòn Gầm Ghì. Đặc biệt, điều kiện môi trường, nguồn nước của khu vực rất tốt nên đây cũng là nơi nuôi dưỡng con non của rất nhiều loài cá rạn san hô với 135 loài và cá thảm cỏ biển. Phần lớn cá thảm cỏ biển tập trung ở phía đông và đông đảo Phú Quốc thuộc hai xã Hàm Ninh và Bãi Thơm với diện tích trên 10.000 hecta, lớn nhất cả nước. Loại thực vật này là nơi có trọng lượng thức ăn lớn, đồng thời cũng là nơi ẩn náu cư trú thuận lợi nên tập trung nhiều loài cá biển ven bờ. Trong đó có nhiều loài thủy sản có giá trị sinh học và kinh tế như cá ngựa, ghẹ. Và một nét độc đáo tạo nên tính đa dạng sinh học của vùng biển Phú Quốc đó là sự hiện diện của ba loài động vật biển quý hiếm: dugong, bò biển, rùa biển và cá heo. Đây là những loài đã được các tổ chức quốc tế, chính phủ Việt Nam đưa vào sách đỏ và được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong những năm gần đây, tần suất xuất hiện của các loài này được ghi nhận có xu hướng tăng. Điều này đã minh chứng cho chất lượng môi trường nơi đây còn rất tốt. Đó cũng là nguồn tiềm năng du lịch sinh thái biển kết hợp bảo tồn thiên nhiên và nghiên cứu khoa học. Vùng biển Phú Quốc là điều kiện sống lý tưởng của nhiều loài sinh vật biển, là nơi tập trung nguồn giống, bãi ươm nuôi ấu trùng, con non của các loài hải sản. Do đó, phần lớn cư dân nơi đây sống chủ yếu bằng khai thác thủy sản. Trong đó, một số loài đang có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động khai thác quá mức của con người. Tài nguyên biển của vùng biển Phú Quốc nói riêng và vùng biển Vịnh Thái Lan nói chung là một trong những ngư trường khai thác quan trọng nhất Việt Nam. Hàng năm, vùng biển Phú Quốc cung cấp nhiều nguồn tài nguyên phong phú, phục vụ đời sống người dân, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Phú Quốc nói riêng và của tỉnh Kiên Giang nói chung. Bên cạnh các giá trị đa dạng sinh học, tài nguyên biển Phú Quốc không chỉ được sử dụng dưới dạng khai thác thủy sản, mà còn là tiềm năng để phát triển du lịch. Thực tế cho thấy, số lượng du khách đến Phú Quốc tham quan, bơi lặn, khám phá và thưởng ngoạn vẻ đẹp của rạn san hô, các loài sinh vật biển, cũng như số lượng các công ty du lịch lặn đã tăng lên rõ rệt. Phát triển du lịch đã được chính phủ xác định là một ưu tiên hàng đầu trong định hướng phát triển đảo Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao của cả nước và khu vực. Trên cơ sở đó, khu bảo tồn biển đã được thành lập nhằm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên biển, hướng cộng đồng dân cư địa phương tham gia vào các mô hình bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững, nhằm đạt được những mục tiêu liên quan đến các khía cạnh sinh thái học, kinh tế xã hội và quản lý. Về mặt sinh thái học, khu bảo tồn biển Phú Quốc được thiết lập nhằm bảo vệ nơi sinh cư của các loài, bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên biển. Về khía cạnh kinh tế xã hội, sẽ tăng cường nhận thức về môi trường, cải thiện sinh kế cho các cộng đồng sinh sống trong và xung quanh khu bảo tồn. Về phía quản lý, nhằm đạt được sự tham gia của cộng đồng địa phương, sự phối hợp tốt của các ngành chức năng trong quản lý và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Bảo tồn biển nó sẽ bảo vệ cái đa dạng sinh học, đặc biệt là chúng ta tập trung vào cái thảm cỏ biển và san hô. Thứ hai nữa là chúng ta qua cái việc này đó, là chúng ta nâng cao cái năng lực quản lý của cán bộ và năng lực nghiên cứu, năng lực quản lý về đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi. Cái thứ ba là qua cái bảo tồn này, chúng ta sẽ nâng cao cái nhận thức và cái sinh kế cho cái những ngư dân trong cái vùng này. Khu bảo tồn biển Phú Quốc được thành lập theo quyết định số 19
ngày 3 tháng 1 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, là khu bảo tồn được thành lập sớm nhất sau khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang và khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm trong mạng lưới các khu bảo tồn biển Việt Nam. Có 3 xã nằm trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, đó là xã Hòn Thơm, xã Hàm Ninh và xã Bãi Thơm, gồm 2 khu vực, khu phía đông bắc, đông nam đảo Phú Quốc và khu phía nam quần đảo An Thới. Diện tích mặt nước biển của khu bảo tồn biển là trên 26.000 hecta, trong đó phân thành 3 vùng bao gồm vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng phục hồi sinh thái và vùng phát triển. Ở Bắc đảo có thảm cỏ biển rộng lớn thuộc 2 xã Hàm Ninh và Bãi Thơm. Phía Nam đảo có những rạn san hô nằm quanh các hòn đảo phía nam đảo Phú Quốc thuộc xã Hòn Thơm. Khu bảo tồn biển Phú Quốc thành lập thì mục đích để là bảo tồn loài sinh cảnh, tức là bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển và các loài động vật biển quý hiếm, và với mục đích là bảo vệ được cái hệ tính đa dạng sinh học của vùng biển Phú Quốc. Thì trong quá trình hoạt động thì được sự hỗ trợ hợp phần cũng như của các ủy ban tỉnh, của sở nông nghiệp và các ngành và cùng địa phương. Thì mục đích của cái hỗ trợ này là giúp cho xây dựng cơ bản của cái ban quản lý khu bảo tồn, cơ sở vật chất của khu ban quản lý khu bảo tồn, như là vấn đề thả phao, xây dựng trụ sở, kinh phí hoạt động cho thì cơ quan đơn vị. Còn đối với cái hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh các khu bảo tồn biển của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì hỗ trợ của ban quản lý trong các cái hoạt động của bảo tồn biển. Để bảo vệ nguồn tài nguyên biển, khu bảo tồn biển Phú Quốc đã tăng cường các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc bảo vệ môi trường, tài nguyên biển. Thiết kế, in ấn tờ rơi, áp phích, cung cấp thông tin khu bảo tồn biển cho cộng đồng, các cơ sở du lịch lữ hành, trung tâm bơi lặn và du khách đến tham quan khu bảo tồn biển. Đồng thời xây dựng hệ thống pano tuyên truyền về bảo tồn biển ở 5 xã thị trấn Hòn Thơm, Bãi Thơm, Hàm Ninh, Gành Dầu và thị trấn An Thới. Tăng cường công tác quảng bá, phối hợp với Đài truyền thanh truyền hình Phú Quốc xây dựng chuyên mục bảo tồn biển phát trên 2 sóng truyền thanh truyền hình. Phối hợp với huyện đoàn, nhà thiếu nhi và các khách sạn tổ chức phát tờ rơi cho du khách. Đây là hoạt động tổng hợp đan xen giữa tuyên truyền về bảo tồn biển và bảo vệ môi trường sinh thái. Với thông điệp truyền tải tới toàn thể cộng đồng, hãy cùng nhau bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc đã tổ chức hội thi với chủ đề "Hãy cùng nhau chung sức bảo vệ nguồn tài nguyên biển" cho đoàn viên thanh niên sống trong khu bảo tồn biển. Thì đây là một cái hoạt động thường kỳ nằm trong cái chương trình truyền thông tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống trong khu bảo tồn biển trên đảo Phú Quốc. Thì đây là một cái mục đích mà chúng tôi mong muốn và muốn chuyển tải được những cái thông tin về cái bảo tồn biển, về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học trong khu bảo tồn cho tất cả các cộng đồng. Trong đó đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái lực lượng đoàn viên thanh niên, là lực lượng trẻ, là họ là những cái người, những hạt nhân sau này sẽ làm nòng cốt trong cái việc mà tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm và bảo vệ tài nguyên biển của vùng biển Phú Quốc, tuyên truyền cho du khách, cho cộng đồng dân cư, để chúng ta góp phần cái việc mà bảo vệ và phát triển cái du lịch cái bền vững trong khu bảo tồn. Qua hội thi, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là cầu nối trong việc tuyên truyền quy chế bảo tồn biển cho bạn bè, gia đình, cộng đồng sống tại địa phương và có sự phối hợp cùng hành động trong việc bảo vệ hệ sinh thái đa dạng sinh học biển và bảo vệ giá trị văn hóa trong khu bảo tồn biển Phú Quốc. Qua cái hội thi này thì em nhận thức được tầm quan trọng của cái việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là cái vùng lõi san hô. Em cũng sẽ cố gắng tích cực tuyên truyền vận động các bạn đồng viên và tất cả mọi người nhận thức được cái tầm quan trọng của việc bảo vệ biển, các sinh vật biển. Qua cuộc thi sẽ giúp cho đoàn viên thanh niên của em, tụi em nói riêng và tuổi trẻ Phú Quốc nói chung sẽ nâng cao một cái tầm nhận thức về sống trong khu bảo tồn biển Phú Quốc, là một môi trường đa dạng sinh học biển,
để tuyên truyền cho bạn bè, người dân trong gia đình, cộng đồng, địa phương và khu du lịch tham quan. Qua đó có sự phối hợp để mà tham gia góp phần vì một cái Phú Quốc phát triển bền vững. Dêm thành lập các tổ tình nguyện cộng đồng nhằm hướng tới đưa cộng đồng sống trong khu bảo tồn biển, chia sẻ trách nhiệm quản lý bảo vệ tài nguyên biển theo mô hình đồng quản lý. Phối hợp với chính quyền địa phương và ban quản lý khu bảo tồn biển trong công tác tuần tra bảo vệ và truyền thông. Đến nay đã thành lập được 3 tổ tình nguyện cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở 3 xã Bãi Thơm, Hàm Ninh và Hòn Thơm. Mỗi tổ có từ 10 đến 12 thành viên là những ngư dân hoạt động đánh bắt, thường xuyên liên lạc phối hợp với nhau trong công tác theo dõi, giám sát các tàu thuyền hoạt động trong khu bảo tồn biển. Vì triển khai hoạt động quan trắc, giám sát đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển là một hoạt động được xác định rất có ý nghĩa và có tầm quan trọng đối với chiến lược bảo vệ tài nguyên biển trong tương lai. Qua các kết quả quan trắc giám sát đa dạng sinh học hàng năm sẽ đánh giá được tính biến động theo xu hướng tích cực từ các giá trị đa dạng sinh học trong khu bảo tồn biển. Và cũng qua các cuộc điều tra khảo sát tham vấn ý kiến của cộng đồng dân cư trong khu bảo tồn biển cho thấy phần lớn người dân ủng hộ việc thành lập khu bảo tồn biển và có sự đồng thuận rất cao của người dân trong việc cùng tham gia vào công tác quản lý bảo tồn biển thông qua các đội tình nguyện, các tổ tự quản cộng đồng đã được thành lập. Đây là một nhân tố rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển khu bảo tồn biển Phú Quốc, đảm bảo sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quá trình quản lý khu bảo tồn biển. Thì ngoài cái công việc tuần tra bảo vệ trên biển, chúng tôi còn tuyên truyền cho bà con tham gia làm vệ sinh bờ biển, nhiều cái chương trình phát động trong học đường, các em học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường theo bờ biển. Thì sau qua một thời gian hoạt động, cái hiệu quả của bà con nhận thức rõ rệt về vấn đề ý thức từ cái chỗ những người trực tiếp mua bán động vật quý hiếm nay trở thành một đội tham gia vào cái đội cộng đồng. Hiện nay, ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, nhất là phổ biến sâu rộng quy chế quản lý, khu bảo tồn biển Phú Quốc còn vận động và hỗ trợ ngư dân sống trong khu bảo tồn biển, chuyển đổi một số nghề khai thác bị cấm sang các nghề khác để không làm ảnh hưởng xấu đến nguồn lợi thủy sản và môi trường biển. Đầu tư cho 3 hộ dân nuôi ếch để tạo thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp với hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển, hợp phần LMBA hỗ trợ cho con em ngư dân ở 2 xã Hàm Ninh và Bãi Thơm học khóa đào tạo lái xe ô tô hạng B2. Tài trợ chi phí học tập trong 1 năm học cho con em của những hộ ngư dân thuộc xã Hòn Thơm theo học nghề, nấu ăn, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch ở trường Trung học Kinh tế Du lịch Hoa Sữa, Hà Nội. Trong thời gian mà thành lập khu bảo tồn biển Phú Quốc cho đến nay thì là gia đình tôi là cũng được là ở trên ban quản lý và hợp phần sinh kế bền vững từ bên trong có là coi như hỗ trợ cho thứ nhất là về con tôi là được đi học ở ngoài trường qua sữa là học cái nấu ăn rồi là coi như là học xong rồi thì cháu nó đã ra trường đã được giấy chứng nhận và làm ở tại Hà Nội. Cho đến nay thì công việc của nó đã có thu nhập ổn định, thỉnh thoảng thì cũng có giúp được cho gia đình. Chương trình thực hiện công tác an sinh xã hội như tặng học bổng, khen thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn sống trong khu bảo tồn biển nhân dịp tổng kết năm học, xây dựng 182 nhà vệ sinh cho các hộ nghèo và hộ chính sách ở 4 xã trong và xung quanh khu bảo tồn biển. Thực tế cho thấy, đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ dự án là người dân trong xã, gia đình ngư dân nghèo đã và đang sử dụng tài nguyên biển, đất ngập nước và khu vực bảo vệ của khu bảo tồn. Dự án tập trung vào phần dân cư đặc biệt nghèo và người dân tộc thiểu số đang hoạt động trực tiếp
hoặc gián tiếp có liên quan đến nghề biển và thu nhập chính từ nghề biển. Thì tôi là một người dân cũng được bên bảo tồn được hỗ trợ nên được xây được một cái nhà cầu để mà cho cái môi trường nó sạch đẹp, nó sạch sẽ. Cho nên là sau này thì tôi cũng ráng cố gắng để mà tôi tuyên truyền bà con để mà tham gia để mà bảo vệ cái bảo tồn biển. Hàm Ninh thì một trong những xã nằm trong phân khu bảo tồn biển của Phú Quốc. Qua từ lúc mà thực hiện các cái chương trình dự án thì cái tầm nhận thức của người dân có nâng lên trong cái thực hiện diện đề cái bảo vệ nguồn lợi thủy sản chung của địa phương. Cái thứ hai nữa là mình cũng thấy được là cái nguồn lợi của mình được bảo vệ cho cái cộng đồng nói chung và cho cái phát triển kinh tế của xã nhà nói riêng. Cái chương trình này hết sức là thiết thực và phù hợp với cái điều kiện thực tế của địa phương. Chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền là vận động bà con nhân dân nắm bắt sâu hơn nữa về cái chủ trương chính sách và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của cộng đồng của xã hội nói chung và trong đó có xã Hàm Ninh. Trong công tác tuần tra bảo vệ, ban quản lý khu bảo tồn biển phối hợp đồn biên phòng 750 và tổ tình nguyện cộng đồng xã Hòn Thơm tuần tra kiểm soát trong khu bảo tồn san hô. Qua đó đã phát hiện và nhắc nhở các tàu chở khách du lịch tham quan trong khu bảo tồn biển chấp hành tốt việc neo đậu tàu đúng nơi quy định và hướng dẫn khách du lịch lặn ngắm không gây tổn hại đến các rạn san hô trong vùng lõi. Đồng thời phối hợp với các bên liên quan tập trung giải quyết các vấn đề về rác thải, chất thải, hỗ trợ phương tiện, kinh phí hoạt động, thu gom và vận chuyển rác. Đào tạo bằng thuyền trưởng cho thành viên đội vận chuyển rác tại xã Hòn Thơm. Khu bảo tồn biển Phú Quốc còn vận động một hộ nuôi cá lồng bè ở xã Hòn Thơm thả trở lại biển 4 con rùa biển có trọng lượng trên 40kg bị nuôi giữ trái phép. Bắt giữ một trường hợp vận chuyển trái phép số lượng san hô sống với gần 700kg san hô sống các loại tại cảng cá An Thới. Trách nhiệm của đồn biên phòng là cũng là thường xuyên là tuyên truyền vận động nhân dân là không có vào cái khu bảo tồn để là neo đậu cũng như là lặn lấy san hô là cái đánh bắt trên cái khu mà cấm của khu vực của bảo tồn đã quản lý. Thì trong thời gian tới thì đồn biên phòng là tiếp tục phối hợp với bảo tồn biển là tuần tra thường xuyên đồng thời bảo vệ cái khu bảo tồn biển. Kể từ năm 2011, khu bảo tồn biển Phú Quốc đã xây dựng cơ chế thu phí tham quan khu bảo tồn biển rạn san hô ở Nam đảo với hai điểm thu phí đặt tại thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới. Thông qua việc đóng phí tham quan khu bảo tồn biển, các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch cũng như du khách và cộng đồng dân cư có ý thức hơn đối với việc bảo vệ và gìn giữ nguồn tài nguyên quý giá này, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với khu bảo tồn biển trong việc quản lý bảo tồn gắn với phát triển du lịch bền vững. Về bảo tồn biển thì tôi có hay thường nhắc nhở với mấy thuyền trưởng không nên thả neo cho vô dụng lõi, dùng đệm mà nên buộc dây vô cái các phao đậu trên bon bảo tồn đã đặt sẵn. Lặn ngắm san hô thì tôi có nhắc nhở với hành khách không được đạp hoặc bẻ san hô, nó sẽ hư hại cái về san hô, sau này mình không còn để mình là ngắm được nữa. Nếu mà mình được bảo tồn nó tốt thì cái san hô nó sẽ phát triển thêm là lâu dài, nó ngành du lịch nó hành khách nó đến nó còn có đi xem nó ngắm được nữa thì cái ngành du lịch chúng tôi nó có phát triển nhiều. Với các hoạt động hỗ trợ sinh kế trong khu bảo tồn biển cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp, kịp thời đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu bức thiết của người nông dân. Phát huy hiệu quả kinh tế xã hội nhiều mặt ở nông thôn, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển. Về môi trường, nó sẽ tạo cho mọi người dân cái ý thức được bảo vệ cái môi trường biển, bảo vệ được cái tài nguyên khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Nó tạo ra cái môi trường càng ngày càng trong sạch. Cái thứ hai nữa là giải quyết việc làm cho người lao động của địa phương. Thì du lịch biển là một trong những cái ngành mũi nhọn của Phú Quốc. Cái khu vực mà bảo tồn biển này, nó sẽ là một bộ phận của kinh tế biển.
Cái vấn đề thứ ba là ở vô cùng to lớn nữa, nó trở thành một điểm du lịch, nó là tài, nó ra san hô, tài nguyên cá biển, khi nó về nó sinh đẻ thì du khách du lịch sẽ lại ngắm san hô để tạo điểm nhấn cái gì du lịch Phú Quốc và Phú Quốc trong tương lai. Dự án khu bảo tồn biển Phú Quốc được xây dựng công phu và đúng quy trình, đáp ứng được mục tiêu trước mắt cũng như lâu dài và định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kết quả của dự án bước đầu đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tại các vùng trọng điểm khu bảo tồn biển, nhằm giúp giảm áp lực khai thác tài nguyên thiên nhiên không bền vững, từ đó bảo vệ được hệ sinh thái đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống cho người dân. Nâng cao tính bền vững và toàn vẹn của hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, đồng thời nâng cao nhận thức và xác định được trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan trong việc khai thác hợp lý giá trị tài nguyên môi trường, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ và duy trì bền vững nguồn lợi thủy sản quý hiếm của vùng biển đảo Phú Quốc.